Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 2 tháng 6, hơn 16.800 thí sinh trên toàn tỉnh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Đến thời điểm này, công tác tổ chức thi hoàn thành, sẵn sàng cho những ngày thi tới đây. Sát ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân tiếp tục tổ chức tập huấn quán triệt quy chế thi cho cán bộ giáo viên tham gia công tác tổ chức thi. Các nhiệm vụ thi được phân công rõ ràng, cụ thể cho từng giáo viên. Ban giám hiệu là người kiểm tra đánh giá. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được dự báo sẽ diễn ra trong thời điểm nắng nóng cao điểm, do đó các điều kiện về cơ sở vật chất được trường Trung học phổ thông Nghĩa Dân chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện về quạt mát ánh sáng và đủ nguồn điện phục vụ kỳ thi. Nhà trường cũng đã có văn bản gửi Điện lực Kim Động là nhờ cơ quan giúp là có một đồng chí trực 24/24 trong thời điểm mà điểm thi diễn ra, cử các đồng chí kỹ thuật viên về kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong nhà trường. Đấy, và nếu như có những cái gì mà nó có thể xảy ra những cái sự cố về điện thì nhà trường sẽ khắc phục ngay. Năm nay, tỉnh Hưng Yên tiếp tục vận dụng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào kỳ thi lớp 10. Mỗi điểm thi bố trí từ 12 đến 14 người tham gia công tác bảo vệ, phục vụ tại các điểm thi. Hệ thống camera giám sát phòng chứa bài thi, đề thi cũng được đảm bảo, hoạt động 24/24. Tất cả những phòng không được sử dụng phải được niêm phong đảm bảo an toàn. Trước đó, các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh đã tập trung ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh khối 9. Gần kỳ thi, các giáo viên chủ yếu luyện kỹ năng làm đề thi cho thí sinh, đặc biệt với môn ngữ văn, môn duy nhất thi với hình thức tự luận. Đồng thời, các giáo viên cũng chú trọng tư vấn tâm lý, động viên để học sinh tự chuẩn bị tâm thế bước vào kỳ thi. Em nghĩ là mình lên trọng tâm vào môn văn nhiều hơn. Và trong môn tổng hợp thì em còn yếu môn vật lý, nên là em sẽ cố gắng nhiều hơn để ôn tập các môn đấy để có được một cái kết quả điểm tốt. Em cũng phải chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe và một tinh thần học tập thật là tốt để mà chuẩn bị bước vào kỳ thi trong cuối tuần này. Chúng tôi chấm chữa bài cụ thể cho từng học sinh, luyện cái kỹ năng làm cái bài tập mà nhận biết, thông hiểu, vận dụng để giúp các em có cái tự tin, bình tĩnh khi bước vào làm bài thi. Chiều ngày 2 tháng 6, hơn 16.800 thí sinh sẽ tới 28 điểm thi thực hiện thủ tục dự thi, đính chính thông tin nếu có sai sót.